Welcome to my YouTube channel. Perfect. Watch out, somebody's gonna come by and just take your phone. Yeah. She just needs food in a bottle and don't take it personally, y'all. She's mad because of the comment that you made this morning. And the way she literally walked in was like, she better not be sleeping. Welcome to Chinatown. Those are really comfortable. You have this display in your... Alright, bring it. It's in your purse and you don't even know. It's Cassidy's purse. No, I drank water already. Này nhiêu ký vậy? 200 hả? What is that? $2? You know the peanuts with the sweet outer shell?
Tôi đang ghét. 200 mà cái này. Cái này 204 thì nó hàng nó bự hơn, nó hàng cái bình dân mắc cân chứ. Chị nuôi thì cái này cũng được cái bình phố to. 250 thì cái 204 đó. Ủa đựng sách lên thì nhẹ thôi, đâu có so gì được. Chị so hả? Chị ăn mới biết. Thử ra. So là chị ăn mà không bao giờ mua được đúng đồ đâu. Cái này nhiêu? 204 thôi. 200 hả? Là 200 đó. Cho em hộp đi. Hello. Hello. Hỏi chợ Thái Bình. Coi kiếm mấy cái bột nát. Nên không? Không có xuống bà ngoại trong cái chợ á. Chợ này chợ gì kêu quên rồi. Bến Thành. Bến Thành chứ quên. À, về chợ Bến Thành. Không có kịp. Đây cần mua đồ rồi ngày mai về rồi, mấy bữa nay á nhìn nó bị nó giống như đi không thằng gì á, tài xế nó mệt hoài á. And so, you know, you take a lot of day off and you can do much of anything. Took a whole, he took. Is this what you want? Mua dựng ngoài dựng cho coi đi con. Chân mà.
Ủa? Thành ngồi bên bên kia hay ngồi đây? Đâu kệ, cho tụi nó ngồi, cho tụi nó ngồi chung. Dạ, ngồi ở đây được rồi, rồi cho mấy em mới ngồi bên kia đi. Tính đẩy cái ghế cho nằm vô ngồi giữa đây. Chắc anh ngồi ở đây mấy thợ em gái ngồi chung với mấy đứa nhỏ đi. Cho Thành ngồi kìa. Không, ngồi đây. Mấy ngồi đây hả? Đi. Thôi chạy đi, qua kia đi, qua tay đi, tay vui hơn. Cockroach. Ôi, ôi. Đây này lấy gì lao giùm cái đi. Do you want to get a chair out here instead? We couldn't get in there. Em cho một nhớ nghe, thịt heo với nướng rồi tới nha. Thịt heo với nướng tới anh mới ăn rồi. Anh dán nước vô luôn rồi. Chút bìa nó làm cho chín. Thịt bò cũng xong. Còn mình ăn đây mình không thấy ngon. Tống lại chính mày đó, chính mày. Nó bò mà. Chính nó dày, chính nó dày nhất à? Bình tĩnh. Dĩa là tính, dĩa là tính luôn. Yeah, just try everything. Try everything on the menu. Hey, who's paying? No, it's buffet. But we're talking about the drinks. Oh yeah, the drinks. Well, you can't try every single drink. I'm talking about every on the menu. Just try everything. Just one. Don't order like three or something. Just order one. Try it, and when you like it, you order more. Okay? She's really bugging me that she's gonna see you with the meat. Well, yeah, this is good. Oh yeah, meat keeps it. And you got the mayonnaise salad. Tiền còn cái ăn tốn nha. Ông cái này mình phải nói cảm ơn cô hai. Còn mình cảm ơn không được, mình cảm ơn tao rồi. Còn ở đây có ai đi? Quá. Này là của ông Trường nè. Dạy. Còn chén muối cho canh. Nấu đường chín mà nào. Này chú bay đây. Này vậy gì? Vú heo, vú heo, vú heo. Vú heo. Thôi, vú heo.
Nóng ở đây tưởng gì đặc biệt. Trời ơi, nó sực sực, nó sực sực sực. Trời ơi, sao ăn đây anh, sực sực sực. Này vú heo hả? Ờ. Cái nấm đâu? Nè, cái to mày nè, để nó lên kìa nè, đó. Le lưỡi luôn. Vú heo ăn cái kiểu này le lưỡi luôn. Tưởng vụ về bồ ngơn như cá hay gì vậy? Rồi vô ha. Nãy giờ không ai cho mình ăn. Ờ. Did you order the corn? A lot of meat. No, which one is? And then the meat doesn't feel so hard. Grab a little bit of salad every time. Oh, hình như cái này hồi nó có lẩu nữa. Ủa, có cái này nữa đó hả? Cái này kêu bằng gì? Sò đĩa hả? Kêu ăn nè, sò đĩa. Sò đĩa ngon nhỉ. Tại vì cô đây tập trung ăn, mấy ông ăn thì tập trung ăn. Đâu cô này phải ăn nhiều thêm chút. Dạ. Nhập vô hội và phải ăn nhiều nè. Bên này đem hết rồi anh. Ăn hết luôn rồi. Có lẩu nữa đó. Mà nó đang nổi. Đồ lắm luôn. Đúng quá. Có lẩu nữa phải có. Đúng rồi. Có lẩu nữa. Gán đi kêu kệ kêu để lẩu mình ăn. Mình nhúng nhúng rau gì cái này kia. Ủa sao không kêu nó giải tán đi. Bây giờ đứng lên thể dục tại chỗ. Em bỏ rau cải vô mà. Đâu kêu có lẩu á, rồi bỏ rau cải vô á, ngon lắm. Kêu lẩu á. Không, từ từ. Con lấy nước con hút được rồi bỏ vào nó ăn. Nha, nước kêu lẩu. Kêu có lẩu đâu ăn ngon. Lẩu á, đây này, hấp hợp chị Trang thích ăn lẩu mà bỏ rau vô. Nó ăn nó tốt. Đâu phải kêu tụi nó giải tán cái này giờ thấy nó làm mình giống như không ăn ngon á, nhiều khi nó nhiều mấy cái này quá. YouTube hả? Giới thiệu đi con tên gì? Con tên mẹ kêu cô. Mẹ hả? Nó còn một dĩa sườn kìa, nó chưa ăn kìa. Dĩa mừng nó kìa đấy. Xỉn tụi nó không tin. Cái này này vô luôn á. Biết vậy tôi biết vậy là biết vậy tôi biết vậy là biết vậy là giáo nó không biết biết. Ủa nãy có cái bắp nữa. Có mà giờ hết nướng mình kêu lẩu rồi anh ơi. Lẩu quá rồi có bắp lên những lẩu. Ủa mình có kêu sò đẹp nữa. Có kêu sò đẹp. Thấy mình dễ sò đẹp nữa anh. Bữa hôm kia đi coi sò đẹp nó bán bao nhiêu, khoảng 500 ký á.
con lớn ở đây thì có nhỏ ba bốn con cộng lại nó cũng nguyên con lớn. À ba bốn con cộng lại đừng con lớn đúng rồi. Còn nhưng mà nó giống như ai của con đây là cũng được rồi con. Đâu mà sao đẹp được không chung á, thằng thấy nó ngon mà thằng giữ nó làm mới hành á, nó không có dở. Để đi 8 con vô 1 tí. 8 con tí là nó ổn rồi. Nó ngon. Dạ. Sao đẹp mà 8 con 1 tí là nó bự rồi. Không, nó 1 tí nói về nó chạy ra 1 tí mốt luôn á. Mà 8 con. Đây sao đẹp như như đây rồi. Ấy mình kiếm á, có con nào con chung không, nó ở đây còn đồ hải sản này cao cấp thôi à. Cái gì cũng phải bự bự. Nó bự hơn cái đó mà đẹp lắm, bự hơn cái đó. Tụt đó anh cho anh mà có rồi, hình như nó có rồi kìa. Có rồi. Hoặc nó múc cái này rồi, chút này bỏ vô không tập được. Cái thêm, 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 cái đang ăn lẩu rồi, lẩu ngon lắm à. Mày kêu 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 cái lẩu vô đi, tại nó có mấy cái dao dao trụng gì vậy nó ngon lắm. Có dao trụng. Lẩu chua. Có thì ăn. Rồi vô ha. Rồi. Cho miếng đá coi đụng nó đang nóng quá rồi đó. Cũng đá vô cho nó mát mát lại. Cũng bị nãy giờ càng uống càng nhiều càng nóng lên. Dạ dạ. Nóng quá rồi em ơi. Các bạn có người hết rồi. Rồi rồi. Cũng tốt dữ rồi. Vậy cũng được, phải đợi dụng bên đại canh này về cũng được. Sao vậy? Về rồi tiền à. Hả? Xuống chủ rồi tiền. Ừ. Không nữa đó, nhiều tiền. Rồi rồi. Đánh sao không? Phải đợi không, không, không. Nó quằn ngược lại nó mới chở anh về nhà bè để nó lấy xem đang nó về. Rồi rồi. Nè cảm ơn. Cảm ơn cô hai đi nè, làm ơn cảm ơn cô hai đi. À. Ủa đây không ăn lẩu uổng quá, đằng kia ăn lẩu ngon lắm á. Có kêu hả? Em kêu lẩu á, rồi cái em kêu mực, rồi em kêu cái này kia đó. Không không, cái em bỏ vô cái lẩu á. The green tea ice cream is good. Try the green tea ice cream. It's good. Ờ, còn kem nữa hả? Đứt dây chuông rồi. Dạ. Nè, đẹp.
lắm, thầy thấy cái mặt của người quay không, không quay thấy ai hết trơn á. Đâu mình mới làm mà vô mình được 3 like rồi. Ờ, 3 rồi, mới lên được 3 rồi đó. Được 3 rồi đó. Ờ, rồi 30 ngày sau mà được 90 triệu. Ờ, 3 like mà hết 3 tuần rồi được 3 cái like. Tính thêm 10 thùng nữa chắc đây luôn rồi. Sáng mai rồi đi chơi chứ không thấy đâu là nhắc mặt đi. Chưa. Give me this. Let me do my review. This place sucks ass. There's too many cockroaches here. So don't go here. Valerie. Is there anything that you would like to say? It was gross. Gordon Ramsay, where you at? There you go. Rồi, ok. Béo ba thì mấy tiền nữa mà bắt ba nó chậu chữa. Ba quậy quá hả? No, ấy chưa. You are away. Xong luôn. Xong rồi, để mà. Ok. Ui, nó đang căng nó lên, vô bắn ơi. Ủa, mắt của ổng lên rồi kìa. Vậy à? Rồi, còn không á, còn không anh mấy nhỏ đẹp đẹp đứng ra cái em. Em chị Phước, bó tay luôn, cái đó là món giờ bó tay rồi. Cái đó kêu bằng rửa mắt á, muốn rửa mắt luôn. Em rửa không nổi luôn rồi. Rửa hết rồi hả? Hết nổi rồi. Xả cái gì? Đi xả, đi xả. Nói với người da. Ồ, để đi xả à. Anh cho em lên nhà hút rồi qua hút công ty quýnh em bây giờ. Rồi qua anh ra lệnh hút được hút công ty mà dám hút công ty nữa.
Ủa anh tỉnh, mình đi xe Honda về mình đi chung luôn chứ chạy chạy qua chạy về nữa. Kế bên nào nó quanh qua dễ lắm. Anh về trước luôn. Thôi anh à, về anh khỏe luôn anh à. Rồi, dạ cảm ơn anh nhiều. Rồi không có về. Đặt sao về nhở. Chưa tiếp nghe anh em chưa tiếp. Nói mày về mày có tin tuyên bố giống như đám cưới hay gì tao mới về chứ. Từ từ có gì từ từ chứ. Già hết chứ cũng từ từ. Ra đây về luôn. You tell him to get freaking married. Yeah, look at you, cậu ba. Ủa anh kêu ở đây con kêu cậu ba. 38 and bạn bè nha. You heard it here, folks. Rồi, ok ha. Rồi, ngủ ngon nè. Đâu em, bây giờ mình về trước rồi xong rồi quanh lại đưa Thịnh về nhà rồi tự với đó mới đi đâu quen chứ còn xí nè vô hết nè.